Kính thưa quý vị, chúng tôi con này sao? Dạ, chúng tôi đang trên đường giờ bệnh viện ở nơi mà Đào Hữu đang mới vừa tắt hơi thở cuối cùng đây. Thiệt không biết, thật sự là tôi choáng váng tình nghĩa bấy lâu mà phải chứ không có bệnh gì mình. Bên này kia mà đáp gì? Dạ. À, rồi giờ làm sao rồi? Lâu gì dùng khoản gì? Dạ. Rồi giờ gặp chú chưa? Anh đang nghe mà. Giờ vô hả? Rồi đi. Trời ơi, mới rồi chưa? Dạ. Vô trong cái mát đi để không rồi nó không cho mình vô. Đi. Vô nhìn nhìn ảnh tình của gì? Nó, mới hồi trưa rồi. Mới trưa hôm nữa thằng làm thầy. Rồi mới nói ra. Giờ như cái tên bị tim hay sao? Rồi sao mình lại ảnh? Ông cũng bị tim. Hồi trưa anh có mệt lắm. Mà không, mà tiếp. Hồi trưa hai ông bà xuống vui vẻ. Vui vẻ còn khách học sen. Ngày qua biết ông thích học sen, tôi đi kiếm học sen xong rồi. Quên thật sự, thấy quên luôn. Đúng rồi, chú là sao chú? Chú ở đây? Dạ con là con cháu. Dạ. Dạ. À, vì chưa gặp chứ mà. Dạ. Chưa được rồi. Là không biết nói sao. Ai giúp thầy biết rồi. Cô Bảy là mấy cô này lại rước nè. Tôi nghe cái tên tôi không biết nói gì đâu luôn. Bác đang giữ gìn sức khỏe nè, không có khóc. Bác cũng sao? Bình lát này lát bác vô trọng gặp bác đang nữa là sao? Các khúc ở nhà chở đi hay là... Là hai gian. Đi chị kịp như cái này. Đẩy quá.